Hello. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh của mình. Rất vui khi hôm nay gặp lại các bạn và giới thiệu cho các bạn cá beta. Hôm nay lên cá beta nha các bạn. mấy hôm qua lên a uh, Guppy không, bữa nay lên beta đây. Hôm nay thì uh, mình giới thiệu uh, chút đỉnh về uh, Red Fancy mình đang form đó các bạn và mình xin lưu ý các bạn là sai này còn rất tơ nha các bạn về các bạn có thể nuôi thêm cá phát triển thêm thì sẽ đẹp hơn phù hợp với các bạn mà tập chơi nha các bạn tập chơi tập form rồi đó mình mua về mình nuôi chăm sóc theo dõi rồi để ý sự phát triển nào của nó nhưng tơ thì tơ mà đẹp vẫn đẹp nha chứ không phải tơ là xấu không và mỗi một con như thế này mình bán 100k hôm nay thì mình chỉ lên ba con thôi lên thử cho các bạn coi xem phản hồi của các bạn như thế nào và khi các bạn mua hết ba con trong cái video này thì cuối video mình có để một con Red Fancy sai cối trưởng thành đó các bạn là mình tặng con đó cho các bạn và mình nhắc lại là khi mua hết ba con trong cái video này thì mình mới tặng cho các bạn cái con cá ở cuối video nha các bạn con cá đó mình cũng có quay lên luôn Một chút nữa cuối video thì các bạn sẽ thấy còn nếu các bạn mua từng con từng con thì chăm cá ghé bèo hả các bạn cá chậm cá về các bạn phôm lên rất là đẹp nha làm giống là tuyệt vời luôn á không có chê vào đâu được đâu và các bạn lưu ý là con cá ở ngoài nha các bạn còn con cá ở trong cái keo là để mình kè thôi rồi các bạn cứ ngắm cá quan sát cá đi ha có gì ủng hộ mua hoặc là có ý kiến gì đó thì có thể liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình hoặc là để lại comment phía bên dưới nha các bạn clip sau thì mình có thể tiếp tục lên cái beta nữa nếu như ba con này ổn phản hồi của các bạn ổn thì mình tiếp tục lên tại vì mình chưa có tính lên đâu, mình khoảng hai tuần ba tuần nữa thì cá này mới đủ sức bán đó các bạn, nhưng mình nôn quá thôi, chỉ có một số bạn yêu cầu á, cho nên là mình lên trước luôn